Xin chào các bạn, trở lại với channel xe hơi. Như hàng tháng thì hôm nay em lại quay nhanh về cái Wrangler XLS AT một cầu số tự động. Đây là bản màu ghi ánh thép nhé. Thực sự mà nói thì so với màu đen thì bên em bán xe này khá là nhiều. Đấy, mình có thể soi màu trực tiếp này. Nên cả cảm quan mình thấy thì cũng cũng đẹp và bắt mắt hơn màu đen so với khi mà mình ở ngoài thực tế thì như này. Đấy, ngoài màu sắc thực tế. Đây là bản một cầu số tự động, 707 triệu. Bản này là bản bán chạy nhất bên em, giá cũng vừa phải. Hiện nay thì do quy định của hãng thì bên em cũng không thể chào trực tiếp khuyến mại, quà tặng qua video như này. Thì anh chị có nhu cầu mua có thể liên hệ, gọi điện inbox hoặc là liên lạc trực tiếp qua bên em nhé, để bên em gửi cả báo giá. Lăn bánh hiện nay thì nó sẽ đâu đó vào khoảng dưới 700 cho các bác ở tỉnh, và Hà Nội thì mình cũng chỉ gọi là 700 nhôm một chút thôi. Quà tặng đi kèm cũng rất là nhiều. Xe này thì bên em làm cũng gọi là cơ bản thôi, có cái tấm thanh chắn 3 miếng như này, muốn lắp quay cho anh chị xem. Trước thì em cũng quay gần như đầy đủ nắp thùng cao, thấp và cuộn rồi. Đấy, chỉ còn cái miếng 3 miếng như này. Thì cái 3 miếng như này thì là cái loại có chi phí rẻ nhất. Tất nhiên cũng tùy chất lượng tất nhiên. Và mình cái chống nước của nó ấy, thì tất nhiên là nó sẽ không được tốt, cho nên mình phải cân nhắc cái việc này. So với cái nắp thùng thấp thì cái việc chống nước của cái ba miếng này nó kém khá nhiều. Đó. Cái thứ hai thì cũng nhiều bác tham khảo XLAT thời điểm này và thời điểm trước cũng bị loạn. Thời điểm trước thì nó vẫn còn một số xe bản đèn halogen nhé, khuyến mại thì nó cũng cao hơn so với bản đèn LED vào khoảng 20 đến 25 triệu. Mình mất vào khoảng tầm 15 đến 18 triệu để thay cái bộ đèn LED mới như này. Thì nó sẽ rẻ hơn là khoảng thị trường vào khoảng đâu đó khoảng 10 triệu. Tuy nhiên thì thời điểm này gần như là bản đèn halogen đã hết rồi. Nên mình cân nhắc tham khảo cái bản đèn LED là bản mới để tránh cái trường hợp là lấy cái xe nó để lâu quá. Toàn bộ là xe mới mà. Đây, nguyên bản của cái Wrangler XLS nó sẽ bản ghế nỉ nhá. Lăn bánh hơn 700 thì mình sẽ có đầy đủ như là giới hạn tốc độ này, lim này, cruise control này. Đấy, màn hình, hai màn hình hiển thị không còn là màn analog xịn xò ngày xưa rất là nhiều. Cam lùi zin theo xe. Đấy, ngoài ra thì bây giờ các bác lưu ý giúp em là cũng hơi bất cập, nhưng mà tuy nhiên thì bên nhà sản xuất cũng đã yêu cầu là mình đổ dầu 01. Đó. Thì ngoài phiên bản này thì bên em vẫn còn vài ba phiên bản nữa, ví dụ như là bản XL khoảng 650, đúng không ạ? Bản XLS 2 cầu và khoảng 776, XLS Sport là 854 và Wildtrak là 979. Tất nhiên là tùy màu và tùy thời điểm thì mình có thể thay đổi cái khuyến mại và cái mức giá lăn bánh nó khác nhau. Tuy nhiên thì thời điểm này đang được giảm thuế trước bạ này, xe nào cũng sẽ được khuyến mại về tiền mặt và phụ kiện, quà tặng theo xe. Về trả góp thì hiện nay các bác vay trả góp bán tải thì thường là sẽ được hỗ trợ vào khoảng tầm 70-75% giá trị xe, tùy vào từng ngân hàng và thời điểm. Hiện nay thì việc cho vay cũng khá dễ hơn so với thời điểm trước rất là nhiều rồi, không phải bảo hiểm nhân thọ hay là khoản vay đi theo quá nhiều như thời điểm trước. Tuy nhiên thì để được duyệt vay thì mình vẫn cần có một cái hồ sơ tài chính rất là đẹp. Và lãi suất thì nó sẽ dao động tùy vào từng ngân hàng nhé. Ví dụ như Ngân hàng Thương mại Cổ phần ở Việt Nam thì cái lãi suất ưu đãi nó sẽ cao hơn so với các ngân hàng của Hàn Quốc. Bù lại với đó thì mình phải có một cái hồ sơ tài chính, ví dụ như là lương chuyển khoản này, chứng minh thu nhập nó tốt và nó đẹp. Đấy, cụ thể như nào thì mình cứ alo trực tiếp qua bên em để bên em tư vấn thêm về ngân hàng trả góp nhé. Hôm nay thì cũng ra còn hết rồi, chỉ còn một xe đang cơ rồi thôi. Thì có gì thì anh chị có nhu cầu cãi lộ trực tiếp qua bên em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.